Hello, chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về đèn thông minh các bạn và cái cách lựa chọn cũng như là cách sử dụng đèn thông minh ở trong một cái căn nhà thông minh làm sao cho nó hợp lý. Như các bạn đã thấy là trên bàn mình hiện tại là đang có một số những cái đèn thông minh trong vô vàn những cái đèn thông minh khác có trên thị trường hiện nay. Hiện tại thì gần như là những cái đèn nào bình thường có thì đèn thông minh nó đều có cả. Nên là cái việc lựa chọn cũng như sử dụng đèn thông minh nó rất là dễ dàng với chúng ta. Chúng ta có rất là nhiều những sự lựa chọn. Thì trong cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái cách lựa chọn cũng như là sử dụng cái đèn thông minh của mình như thế nào để các bạn tham khảo nhé. Cái vấn đề đầu tiên mà anh em cần phải ý khi mà anh em chọn mua những cái đèn thông minh đó chính là cái kích thước cũng như là cái thiết kế của cái đèn. Đối với những anh em nào mà đang trong quá trình làm nhà thì cái vấn đề đấy nó quá dễ rồi, bởi vì là anh em có thể lựa chọn cái đèn nó phù hợp với cái phong cách nội thất của anh em, cũng như là anh em mua cái đèn về thì anh em có thể tùy chỉnh ở trên cái nội thất của anh em theo cái đèn đấy nó cũng được. Đấy. Còn đối với những anh em nào mà đã làm nhà rồi và đã lắp những cái đèn bình thường rồi, bây giờ anh em muốn update sang những cái đèn thông minh thì đây là một cái vấn đề mà anh em cực kỳ phải lưu ý. Bởi vì ấy, nếu mà anh em không để ý tới cái vấn đề kích thước cũng như là cái thiết kế của đèn ấy, thì anh em mua về chưa chắc anh em đã có thể lắp được nhé. Mình ví dụ như cái đèn nhà mình hiện tại mình đang dùng toàn đèn Philips và Mason. Đấy, hiện tại lắp ở trong nhà là toàn đèn Philips Mason, thì bây giờ mình đang có nhu cầu chuyển sang đèn thông minh chẳng hạn, thì cái đèn Mason của mình ấy, nó có kích thước cái lỗ khoét nó to đúng bằng cái đèn Philips Hue này. Đấy. Nhưng mà các bạn nhìn này, với những cái đèn Relight chẳng hạn thì nó sẽ nhỏ hơn này, hoặc là Aquala nó còn nhỏ nữa cơ. Thì nếu mà mình khi mà mình mua mình không để ý đến kích thước mà mình cứ mua theo sở thích của mình ấy, thì ví dụ mình mua Aquala hoặc là Relight chẳng hạn về thì chưa chắc mình đã lắp vừa cái lỗ khoét ở trên trần thạch cao đó, thì dẫn tới một việc là nếu mà mình muốn dùng được những cái đèn đấy là mình lại phải đi vá lại những cái lỗ đấy, sau lại phải sơn lại trần đấy, nhiều lúc nó vá rồi sơn lại chưa chắc nó đẹp được như cũ đấy, nó là một cái vấn đề. Thì đối với những cái anh em nào mà đã lắp đèn rồi bây giờ muốn chuyển sang đèn thông minh ấy, thì anh em phải cực kỳ lưu ý vấn đề thiết kế cũng như là cái kích thước của đèn. Ví dụ như cái đèn G-Line nam châm này chẳng hạn. Đấy. Thì để sử dụng được cái đèn này các bạn sẽ cần phải mua một cái hệ thống dây. Đấy. Và phải có một cái nguồn riêng cho nó nữa. Thì nếu mà nhà các bạn đã làm rồi và các bạn chưa có cái hệ thống dây ấy, mà các bạn mua cái đèn này về các bạn sẽ cần phải đục lại cái trần của các bạn đi dây. Đấy. Sau đó thì các bạn cần phải có thêm một cái nguồn của nó nữa cơ. Vấn đề thứ hai nữa mà anh em cần phải quan tâm khi mà anh em chọn mua một cái đèn thông minh đó là cái công nghệ kết nối của nó là công nghệ gì. Thì hiện tại đèn thông minh ở trên thị trường nó có vài công nghệ kết nối gọi là phổ biến sau đây. Đầu tiên là về Wi-Fi, là những cái đèn sử dụng kết nối Wi-Fi. Ở đây mình đang có ba cái đèn Philips Hue này là sử dụng sóng Wi-Fi này. Thì cái ưu điểm của cái bọn này đó là gì? Bọn này thì nó cực kỳ dễ sử dụng, setup nó cực kỳ dễ, nó sẽ cần những cái loại đèn Wi-Fi này thì chúng ta sẽ thấy nó giống y hệt như những cái đèn thông thường của chúng ta mà không phải thông minh ấy. Nó sẽ giống y hệt, kể cả thiết kế kiểu mình thấy đa số nó làm giống y hệt. Đấy, ví dụ các bạn có thể thấy cái đèn Philips Hue này thì nó rất giống mấy cái đèn Philips Mason. Nó y chang luôn, nó không khác một cái gì cả luôn ấy. Đấy, nó cũng không dùng driver có cái dây như này mà rồi những cái bóng tắp kiểu như này thì các bạn nhìn thấy không? Nó khác gì những cái đèn bình thường đâu, nó không khác cái đèn gì bình thường. Vì vậy là việc setup và cài đặt của nó rất là dễ. Ngoài ra thì đối với cái sóng wifi chúng ta lại không cần phải mua thêm những cái hub chuyên dụng. Đấy, chúng ta chỉ cần mua về lắp vào. Nếu các bạn muốn dùng như cái đèn thông thường cũng được, không cần phải kết nối wifi thì nó vẫn sử dụng như cái đèn thông thường, vẫn sử dụng công tắc tắt bật bình thường. Còn khi nào các bạn muốn sử dụng wifi thì các bạn chỉ cần kết nối tới wifi và kết nối tới app thì chúng ta sử dụng được ngay. Đó là ưu điểm của cái bọn đèn sử dụng sóng wifi này, cực kỳ setup và cực kỳ dễ sử dụng. Một cái ưu điểm nữa của bọn đèn wifi này đó chính là cái giá thành của nó rất là rẻ. Đấy, giá thành của những cái đèn wifi ấy, thì thông thường nó sẽ rẻ hơn những cái đèn sử dụng những cái loại sóng khác, và cái mẫu mã của nó cũng khá đa dạng. Mình thấy là nó cũng đủ hết đấy, từ cái loại cao cấp tới cái loại bình dân, rồi là các cái thiết kế của nó cũng rất là đa dạng, từ những đèn downlight rồi những cái đèn pắp như này rồi những cái đèn led dây các thứ nó đều có cả hết. Nhưng mà nó cũng có một cái nhược điểm, đó chính là cũng là vì cái công nghệ wifi, nên là nếu mà các bạn sử dụng toàn bộ nhà các bạn bằng cái loại đèn wifi này ấy, thì các bạn cần phải có một cái router cực kỳ tốt, cực kỳ xịn thì nó mới có thể chịu tải nổi. Bởi vì trong một cái căn nhà ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều đèn. Ví dụ như căn nhà của mình thì nó phải lanh quanh tầm 30-40 cái bóng đèn. Đấy, bây giờ mà mình sử dụng hết wifi chẳng hạn, thì cái riêng cái lượng bóng đèn nó đã tầm 30-40 có khi hơn, cộng với các thiết bị
và sử dụng khoảng wifi. Còn lại trong nhà mình thì có lẽ là phải tầm lên tầm 100 hoặc hơn 100 thiết bị wifi. Lúc đấy thì cái router của mình dùng ấy phải cực kỳ tốt thì nó mới có thể chịu tải nổi cái bọn quản lý nổi cái bọn wifi này. Đó, nếu mà cái router mà nó không ngon ấy thì cái việc sử dụng cái bọn này nó rất là chập chờn và nó sẽ mang lại một trải nghiệm tệ kinh khủng. Nó còn không bằng cả những cái nhà thông thường, những cái đèn thông thường cơ. Đó, thì các bạn phải cực kỳ lưu ý, nếu mà các bạn dùng cái loại wifi này, các bạn cần phải đầu tư những cái bộ router cực kỳ tốt. Ngoài ra thì nó còn có một cái nó liên quan tới cái trải nghiệm sử dụng của các bạn đèn wifi này. Cũng bởi vì cái kết nối wifi nên là khi mà mất điện, có điện ấy, thì thông thường những cái router wifi ấy, nhiều lúc các bạn phải chờ 1 2 phút, có khi lâu hơn để cái router wifi nó khởi động xong. Thì khi nó khởi động xong rồi nó mới kết nối được tới với cái đèn này thì chúng ta mới có thể điều khiển được. Có nghĩa là trong cái thời gian đấy chúng ta chả chả làm gì được với cái đèn này cả. Đó, thì nó rất là bất tiện ở chỗ đấy. Tất nhiên là chúng ta sẽ có cách để chúng ta khắc phục cái việc đấy. Đó, thì tí nữa mình sẽ nói về cái việc đấy sau, trong cái việc setup cá nhân của mình sẽ nói về cái việc mà mình sẽ fix cái lỗi đấy kiểu như nào. Thì tí nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên nó vẫn không thể bằng được những cái loại đèn mà sử dụng những cái loại sóng khác. Đó là cái nhược điểm của cái bọn này. Cái công nghệ kết nối thứ hai cũng cực kỳ phổ biến ở trong thế giới đèn thông minh, đó là cái công nghệ sử dụng sóng Zigbee. Những cái đèn Zigbee ấy, cái tốc độ khởi động của nó cũng nhanh hơn cái đèn wifi này, rồi là các cái hub Zigbee các thứ nó cũng khởi động nhanh hơn. Và nếu mà các bạn sử dụng những cái đèn mà sử dụng sóng Zigbee này cùng với các cái công tắc sử dụng sóng Zigbee trong cùng một cái hub Zigbee ấy, thì nó hoàn toàn nó có thể hoạt động độc lập mà không cần phải có wifi. Ví dụ các bạn điều khiển thông minh từ cái công tắc đấy tới cái đèn này, nó sẽ không cần phải liên kết wifi bởi vì nó hoàn toàn độc lập trong cái hệ sinh thái của nó. Thì nó sẽ tránh được những cái phiền hà liên quan tới cái trải nghiệm vừa nãy mình nói, ví dụ như là khi ở mất điện, có điện nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới cái trải nghiệm của đèn, nó chỉ mất tính bằng giây thôi để nó khởi động lên mà chúng ta có thể điều khiển được ngay. Thì đó là một cái lợi thế rất là lớn liên quan tới quá trình trải nghiệm, mặc dù là nó một năm nó chỉ có khi chỉ xảy ra vài lần thôi nhưng mà nó cũng sướng hơn, đúng không? Một cái ưu điểm nữa của các bọn Zigbee này so với Wi-Fi đó là cái sự hoạt động ổn định của nó ổn định hơn cái sóng Wi-Fi bởi vì nó có thêm cái công nghệ mesh thì nó sẽ tạo thành một cái mạng lưới, nó hỗ trợ nhau và các bạn không cần phải đầu tư những cái hệ thống Wi-Fi đắt tiền làm gì cả. Đấy, mà các cái thiết bị này nó sẽ tự mesh nhau, nó sẽ tự thành một cái mạng lưới. Các bạn dùng càng nhiều đấy, và càng để các thiết bị gần nhau ấy, thì nó lại càng ngon. Nói chung là về cái sự trải nghiệm ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ ngon hơn cái bọn wifi này bởi vì nó sử dụng một cái loại sóng riêng và nó nói chuyện với nhau riêng, cái đấy nó hoạt động độc lập so với hệ thống wifi nên là nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi vì cái mạng của các bạn. Cái đèn mà sử dụng sóng Zigbee này ấy, thì cái mẫu mã của nó cũng cực kỳ nhiều luôn nhé. Mình thấy nó còn nhiều hơn cả wifi này cơ. Đấy, nó sẽ cái phân khúc của nó trải dài từ cao cấp đến cấp thấp, rồi là đủ các loại đèn, gần như là loại đèn nào nó cũng có hết. Nhược điểm của bọn này thì là với những cái loại mà đèn mà sử dụng sóng Zigbee này thì giá thành của nó sẽ cao hơn cái đèn wifi đó. Và để sử dụng được phát huy được hết tất cả những cái ưu việt của một cái đèn ấy, thì các bạn cần phải kết hợp nó với những công tắc cùng một cái hãng thì nó sẽ mới ngon nhất. Ví dụ như Aquara này nó có công nghệ Martech chẳng hạn, thì với một số cái đèn ấy, mà nó có cái công nghệ đấy thì các bạn cần phải sử dụng với những cái công tắc của Aquara nó mới bật được cái tính năng này lên thì nó mới tận dụng được hết những cái ưu thế của nó, những cái tính năng đặc biệt của nó. Một cái nhược điểm nữa của những cái đèn Zigbee đó là các bạn muốn dùng được những cái đèn này các bạn phải trang bị những cái hub Zigbee đó, để nó kết nối cái đèn này tới cái mạng nhà chúng ta. Một cái công nghệ kết nối cũng khá phổ biến ở trong thế giới đèn thông minh nữa đó là cái công nghệ Bluetooth. Thì trên tay mình đang có một cái đèn Yeelight M2 Pro thì nó sử dụng công nghệ Bluetooth này. Cái công nghệ Bluetooth này thì nó có ưu điểm là về sự ổn định cũng như là cái hoạt động độc lập giống như cái đèn Zigbee. Đấy, tức là nó hoạt động ổn định hơn cái bọn Wi-Fi và có thể hoạt động độc lập được. Đấy, mà không cần dùng tới mạng Wi-Fi. Một cái ưu điểm nữa của những cái loại đèn sử dụng Bluetooth này đó là chính là giá thành của nó khá hợp lý. Mình thấy giá thành của nó cũng xem xem với cái bọn Wi-Fi này và rẻ hơn bọn Zigbee. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái nhược điểm là nó cũng phải sử dụng những cái hub riêng. Nhưng mà cái bọn sử dụng sóng Bluetooth này nó có thêm một cái nhược điểm nữa, đó là những cái hub của những cái đèn Bluetooth này thông thường ấy, nó sẽ chỉ sử dụng được trong cùng cái hãng của nó thôi. Đấy, cùng một cái nhà sản xuất thôi. Bởi vì ấy, mỗi một hãng ấy, nó sẽ sử dụng một cái chuẩn riêng. Đấy, nó không có một cái chuẩn chung như kiểu bọn Zigbee. Ở Zigbee này thì chúng ta có thể sử dụng một cái hub
mà chúng ta có thể cài đặt, ví dụ như Zigbee, TwinKitty chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng một cái hub đấy để dùng chung rất nhiều những cái thương hiệu khác nhau được. Đấy, tuy nhiên cái bọn Bluetooth này là khác. Đấy, mỗi một cái thương hiệu ấy, nó sẽ chơi một cái kiểu khác nhau. Vì vậy là thông thường để sử dụng Bluetooth được những cái đèn Bluetooth này, chúng ta sẽ phải mua riêng một cái cục hub Bluetooth dành riêng cho cái loại đèn đấy, cho cái hãng đấy. À, ví dụ Yili thì các bạn phải mua của Yili này, bạn chuyển sang hãng kiểu dạng đông những các thứ thì bạn phải mua của hấp của cái hãng đấy. Cái nhược điểm thứ hai nữa đó là cái sự đa dạng và mẫu mã của bọn đèn Bluetooth này thì nó không được bằng như bọn Zigbee lẫn Wi-Fi. Đấy, hiện tại thì mình thấy là cái lượng đèn cũng như cái loại đèn, chủng loại đèn ấy, mà sử dụng sóng Bluetooth thì nó vẫn còn khá ít, nó không được nhiều như hai bọn này. Ngoài ba cái công nghệ phổ biến này ra ấy, thì ngoài thị trường thì các bạn có thể thấy những cái đèn mà sử dụng sóng Z-Wave nữa, sóng Z-Wave nữa thì nó cũng gần giống với Zigbee, nó khá là giống với Zigbee này. Rồi là một số những công nghệ đặc biệt khác nữa, thì nhưng mà nó ít phổ biến nên là mình sẽ không nói ở đây. Đó. Thì thông thường là chúng ta mua dễ nhất là ba cái loại này. Thì sau khi mà chọn được cái công nghệ kết nối rồi ấy, thì bây giờ tới lượt là anh em sẽ lựa chọn theo cái chất lượng của đèn. Cái chất lượng của đèn ở đây ấy, nó là cái độ sáng cũng như là cái độ hoàn màu của cái đèn. Cái độ sáng thì chúng ta có thể dựa vào những cái thông số ở trên bao bì cũng như là công suất của cái đèn mà nó ghi. Thì tất nhiên là anh em phải mua những cái loại mà nó có thương hiệu một tí thì những cái thông số đấy nó mới là chuẩn. Đấy, còn những cái loại đèn mà lâu lên các thứ của Trung Quốc ấy, thì nhiều khi những cái thông số đấy nó ghi không chuẩn đâu. Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái đấy để chúng ta mua cho nó phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta. Ngoài cái thông số về cường độ sáng cũng như về công suất ấy, có một cái thông số nữa mà các bạn cực kỳ phải để ý, đó là cái độ hoàn màu của cái đèn. Cái này thì nhiều anh em mua lại không để ý, mặc dù đây là một cái thông số rất quan trọng bởi vì nó liên quan trực tiếp tới cái sức khỏe của chúng ta. Khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ liên quan tới mắt, rồi liên quan tới những cái cảm giác thoải mái hay không khi mà chúng ta sử dụng những cái bóng đèn đó. Mình thấy cái thông số này nó còn quan trọng hơn cả cái thông số về công suất cũng như là cường độ sáng cơ, nhưng mà rất nhiều anh em mua lại không để ý cái đấy. Cái độ hoàn màu càng cao ấy, thì cái đèn ấy, nó cho một cái ánh sáng càng trung thực, nó càng giống với ánh sáng tự nhiên hơn. Và cái độ hoàn màu càng cao ấy, thì cái giá thành của cái đèn nó càng đắt. Đấy, thì theo mình tham khảo ấy, thì nếu mà để sử dụng trong nhà thì anh em cố gắng sử dụng những cái đèn mà có độ hoàn màu từ 80 năm trở lên thì là tốt nhất. Tất nhiên là cái điều này nó cũng tùy thuộc vào kinh tế của anh em. Anh em mà có nhiều tiền thì mình tốt nhất là chơi cái loại đèn nó có độ hoàn màu càng cao càng tốt. Vậy thì cái chỉ số hoàn màu này chúng ta sẽ tìm ở đâu? Chúng ta sẽ tìm ở thông tin của cái đèn. Thông thường thì các cái đèn ấy mà nó có cái độ hoàn màu cao ấy thì nó sẽ đều ghi ở trên cái bao bì cũng như là trong cái tài liệu của nó cả. Và chúng ta sẽ lựa chọn theo những cái thương hiệu mà uy tín, tại vì những cái thương hiệu uy tín ấy thì những cái chỉ số đấy nó mới chính xác. Chứ nếu mà các bạn mua ở những cái đèn ấy mà nó không có tên tuổi gì hoặc là tên tuổi không biết là ai ấy, thì những cái thông số đấy nhiều khi nó không đúng đâu. Những cái chỉ số này nó rất khó đong đếm bởi vì nó phải có những cái thiết bị chuyên dụng thì chúng ta mới có thể đo được. Nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn được một cái thương hiệu mà chúng ta an tâm ấy, nó rất là quan trọng. Thì nếu mà để mua đèn thông minh, chúng ta cứ nhắm vào những cái thương hiệu mà nó đã làm đèn lâu ngày và nó có nhiều người sử dụng rồi, nó được đánh giá tốt rồi thì chúng ta mới mua. Ngoài các cái thông số đấy ra thì các bạn cũng cần phải quan tâm thêm một số những cái thông số khác về công nghệ. Cái đèn nó càng nhiều công nghệ thì nó sẽ giúp ích cho những cái trải nghiệm chúng ta nó tốt hơn. Ví dụ như những cái đèn Aquara mà hỗ trợ MarkTech ấy, thì nó sẽ kết nối được với những cái công tắc hỗ trợ MarkTech luôn thẳng. Đấy, thì chúng ta có thể điều khiển nó như là một cái đèn thông thường mà không phải thông minh. Nó rất là tiện trong những cái trường hợp mà mạng nhà chúng ta nó gặp vấn đề hoặc là như nào đấy. Đấy, bởi vì nó kết nối trực tiếp với công tắc với cái đèn với nhau, hoặc là cái công nghệ Black Switch ở trên Yili cũng thế. Đấy, thì nếu mà chúng ta mua đèn ấy, chúng ta cũng nên quan tâm thêm những cái công nghệ đấy, nó sẽ tăng cái trải nghiệm của bạn lên hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái trường hợp mà cụ thể mà mình sắp sửa làm ở trong căn nhà của mình. Đó là mình nâng cấp từ những cái đèn thông thường đến nhà thông minh. Đây là cái trường hợp mà có lẽ là nhiều anh em quan tâm. Bởi vì nếu mà làm nhà mới thì nó quá dễ rồi, anh em có quá nhiều sự lựa chọn, anh thích làm thế nào là làm rồi. Nhưng mà đối với những người mà update từ cái đèn cũ lên đèn thông minh ấy, thì chúng ta cần phải xem xét rất là nhiều khía cạnh. Đấy, ví dụ như nhà mình nhé, thì cái hệ thống đèn downlight cũ nhà mình ấy, nó là cái đèn Philips Mason. Đó, vì vậy là cái lỗ khoét của nó là tầm 100 cơ. Đấy.
Nên là khi mà mình chuyển sang cái đèn thông minh ấy, mới đầu mình định sử dụng những cái đèn Zigbee của Aquara, nhưng mà cái đèn đấy nó lại nhỏ quá. Đấy, thì nếu mà mình muốn lắp cái loại đèn đấy hoặc là đèn G-Line như thế, mình muốn lắp những cái loại đèn đấy thì là mình lại phải đi vá lại cái trần. Đấy, nó rất là lích kích. Đấy. Nên là cuối cùng ấy, mình quyết định là chọn sang cái loại Philips này. Bởi vì là cái Philips này ấy, thì nó y hệt như cái đèn này, ví dụ như cái con đèn CT này ấy, thì nó y hệt như cái đèn Mason mình đang sử dụng luôn. Kích thước rồi hình dáng các kiểu y chang luôn. Nó chỉ khác là nó có thông minh thôi. Và cái đèn Philips màu lại cũng thế này. Đấy. Thì kích thước nó y chang luôn. Đấy. Mình mua về mình lắp vào cái nó vừa khít. Và bởi vì thiết kế các thứ nó giống y hệt nên là nó chẳng ảnh hưởng gì tới cái nội thất như mình cả. Nó sẽ y hệt như cũ thôi, chẳng qua là nó thành cái đèn thông minh. Một cái lý do nữa mà mình chọn cái bọn Philips Hue này bởi vì là cái giá thành của cái bọn này nó khá rẻ so với cái chất lượng của cái đèn. Mình đã tháo một cái đèn này ra mình xem bên trong rồi. Đấy, cái chất lượng bóng nét của nó cũng khá là tốt đấy. Mặc dù là nó không ghi là cái chỉ số hoàn màu nó bao nhiêu nhưng mà mình thấy nó cũng được. Đấy, theo cái cảm quan bằng mắt của mình ấy thì mình thấy là cái chất lượng ánh sáng của nó cũng khá là tốt, và cái Philips thì nó có một cái thương hiệu khá lâu rồi, cũng khá yên tâm về đó rồi. Và khi mà mình chuyển sang cái đèn Philips Hue này thì mình sẽ gặp phải những cái vấn đề của cái kết nối wifi, những cái điểm yếu của nó. Đối với cái router ấy, thì mình tự tin là cái router mình đang sử dụng ấy, nó thừa sức gánh thêm một vài chục thiết bị nữa, ok không vấn đề gì cả. Mà đợt này mình nâng cấp, mình chắc là mình sẽ chỉ nâng cấp ở hai cái phòng thôi, vì vậy tổng cái số bóng chắc nó loanh quanh 10 cái bóng thôi, nên là nó chả ảnh hưởng gì tới cái hệ thống mạng wifi của mình cả, nên là mình khá là tự tin mình chọn cái bọn wifi này. Còn cái vấn đề kết nối cái đèn này thì mình sẽ kết nối cái đèn này y hệt như những cái đèn cũ mà mình đang sử dụng thôi, tức là mình sẽ lối qua một công tắc thông minh như này đó. Mình sẽ dùng những công tắc thông minh này mình điều khiển đấy. Tuy nhiên bởi vì nó là đèn thông minh ấy nên là mình sẽ phải tách cái rơ lay lẫn cái nút của cái công tắc này ra để cái rơ lay bên trong này nó luôn on, để đảm bảo cho cái đèn nó luôn được cấp nguồn. Bởi vì như các bạn đã biết là nếu mà cái đèn thông minh ấy mà nó không được cấp nguồn ấy thì nó sẽ không kết nối tới nhà chúng ta, thì lúc đấy nó sẽ không phản hồi, tức là nó mất đi cái tính thông minh của nó. Vì vậy là chúng ta không thể sử dụng bằng cái kiểu mà cấp nguồn hoặc tắt nguồn cho nó được, mà phải luôn luôn cho nó có nguồn. Vì vậy mình đã tách cái nút bấm ở trên cái công tắc này và cái rơ lay ở bên trong ra để cho cái rơ lay luôn luôn cấp nguồn cho cái đèn này đó. Thì sau đó thì mình sẽ tạo hai cái automation ở trên controller home kit để mình điều khiển những cái đèn này đó. Một cái là cho việc on và một cái cho việc off. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đó, mình on này, đó, off này. Đó. Khi mình off ấy thì cái nguồn của cái đèn này nó không hề tắt nhé. Đây mình sẽ kéo lên, vẫn kéo lên bình thường đúng không? Đó. Bởi vì cái nút này nó không hề điều khiển cái rơ lay bên dưới mà nó chỉ liên kết tới cái đèn này qua những cái automation thôi. Đó. Tắt này. Đấy. Hoạt động rất là ngon, khá là mượt mà. Còn một cái vấn đề nữa mà mình cần giải quyết đó là khi mà cái hệ thống mạng wifi của mình nó gặp sự cố ấy, thì mình sẽ làm thế nào để điều khiển cái đèn này? Bởi vì lúc đấy cái đèn này nó bị mất kết nối tới cái hệ thống nhà thông minh rồi. Bây giờ mình sẽ làm thế nào để mình điều khiển độc lập cái đèn này như một cái đèn thông thường? Thì lúc đấy ấy, chúng ta sẽ có những cái cách sau đây. Cái cách đơn giản nhất ấy, đó là các bạn đừng dùng công tắc thông minh nữa, mà các bạn dùng những cái công tắc thông thường. Đấy, để các bạn nối vào thì và các bạn luôn bật on nó lên. Thì khi nào mà nó gặp sự cố mà hệ thống mạng nó có vấn đề, các bạn đơn giản bạn chỉ cần tắt cái công tắc này đi thì cái đèn nó sẽ tắt. Đấy, nhưng mà chắc là chả ai làm như thế cả, bởi vì là những cái công tắc thông thường ấy, mà để cạnh những công tắc thông minh này nó sẽ không hợp với nhau, nó không đẹp. Và mình đã dùng nhà thông minh ấy, thì các công tắc này đều phải thông minh hết để sau này mình còn tạo automation các kiểu được, nó sướng hơn đúng không? Chẳng có ai dùng cái cách đấy cả. Vậy thì làm thế nào? Đó, thì bởi vì đây là một công tắc Zigbee, công tắc H1 là công tắc Zigbee, vì vậy mình sẽ tận dụng luôn cái lợi thế của sóng Zigbee của nó, tức là mình sẽ dùng một cái công tắc khác có dây và không dây được. Đấy, mình sẽ tạo automation ở trong cái hub Zigbee của con này. Ví dụ con này mình đang kết nối tới cái hub M3 thì mình sẽ tạo một cái automation ở trong cái Aquara của nó để nó điều khiển cái rơ lay bên trong. Đấy. Thì khi mà hệ thống mạng có vấn đề mình vẫn có thể điều khiển cái rơ lay bên trong bằng một cái công tắc khác hoặc là một cái remote khác của nó cũng được. Thì lúc đấy thì cái đèn Philips của mình ấy, tự nhiên là nó có được thêm một cái lợi thế của cái Zigbee. Tất nhiên là nó chỉ trong cái vấn đề là on với off cái đèn thôi, chứ nó không thể chỉnh được màu thứ ở đây. Đấy. Tức là lúc đấy thì mình sẽ sử dụng một cái công tắc Zigbee khác hoặc là remote Zigbee khác, mình sẽ điều khiển cái on off ở bên trong này thì nó cũng sẽ điều khiển được cái đèn này. Đấy, nó sẽ trở thành một cái đèn như bình thường chứ không phải thông minh nữa, và nó không phụ thuộc vào cái hệ thống mạng ở trong nhà. Còn một cái cách nữa nó còn đơn giản hơn nữa, đó là mình có thể mua một cái bộ Wiz Mode
Bộ Witmote nó là một cái remote để dành cho các cái đèn của Philips này. Cái nguyên lý hoạt động của cái Witmote thì là nó sẽ điều khiển thẳng những cái đèn này bằng một cái loại sóng khác chứ không phải sóng wifi, nên là nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi vì cái sóng wifi đấy, thì chúng ta cũng có thể điều khiển được. Tuy nhiên là cái Witmote đấy mình không thích dùng bởi vì nhìn nó giống như là một cái remote TV ấy, đặt vào trong cái nhà mình nó rất là xấu đấy. Mình thích dùng theo kiểu Zigbee thì mình sẽ setup như vậy. Và sau khi setup xong rồi ấy, thì mình sẽ chuyển cái công tắc này sang một cái phòng khác các bạn. Ví dụ như đây cái switch này nó là đang liên quan tới cái công tắc này. Đây là cái phím bấm của nó trên này này. Còn đây là cái relay này. Đấy, thì mình sẽ chuyển cả hai cái này sang một cái phòng khác. Mục đích mình chuyển sang cái phòng khác là gì? Để khi nào ấy, mình gọi con Siri ấy, ví dụ mình nói là turn off everything ở trong cái phòng đấy chẳng hạn ấy, thì nó sẽ chỉ tắt cái đèn này thôi. Nó sẽ không tắt cái công tắc, cái relay bên trong cái công tắc này nữa, để nó tránh mất nguồn cái này. Đấy, cái mục đích mình chuyển sang phòng khác là bởi vì như vậy. Bởi vì mình rất hay sử dụng con Siri để mình tắt toàn bộ các thiết bị ở trong một cái phòng cho nó nhanh ấy. Ví dụ mình trong phòng ngủ mình nói là Siri turn off everything in master room chẳng hạn này, thì nếu mà mình để chung trong cùng cái phòng thì nó sẽ tắt luôn cái relay bên trong này, thì dẫn tới cái này bị mất kết nối, vì vậy mình chuyển sang đó. Đó là cái cách mình dùng để điều khiển những cái đèn Philips Hue sử dụng wifi này để hạn chế tối đa những cái nhược điểm của nó. Tất nhiên là nó sẽ không thể ngon được như những cái công nghệ MarkTech cũng như là cái Black Switch ở trên G-Line hoặc Aquara, nhưng mà nó cũng mang lại một cái trải nghiệm tốt hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta điều khiển phụ thuộc hoàn toàn vào wifi. Đó là toàn bộ những cái chia sẻ của mình về những cái đèn thông minh mà mình đang có và đang test hiện tại. Mình hy vọng là cái video này nó hữu ích với các bạn, đặc biệt là những anh em nào mà đang có ý định chuyển từ những cái đèn thông thường sang cái đèn thông minh như của mình ấy, thì có được thêm một số những cái gợi ý để anh em có thể đưa ra những cái lựa chọn cho mình. Anh em nào mà có những cái ý kiến nào hay hơn về cái việc mà sử dụng cũng như là lựa chọn những cái đèn thông minh ấy, thì có thể comment bên dưới phần miêu tả này để mình cùng những cái người khác có thể tham khảo nhé. Mình hy vọng là video này hữu ích các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.